Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngoài vai trò quản lý Hồ Ngọc Hà, anh Trần Thành Trung còn hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, đạo diễn, kinh doanh bất động sản và nhà hàng. Do đó, sau hơn 10 năm làm việc chăm chỉ và gặt hái thành công ở các vai trò, anh Thành Trung quyết định mua đất ở bến tre và xây dựng một nơi có thể trở về nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống yên bình. Anh bắt đầu cải tạo và xây dựng khu đất gần 2 năm trước. Ngay từ phía ngoài gia chủ gây ấn tượng với hàng rào và cửa sắt nổi bật. Anh Thành Trung yêu thích kiến trúc Nam Bộ ngày xưa, song muốn phản phất thêm chút châu Âu để giúp mọi thứ trở nên nghệ thuật và cuốn hút hơn. Sau khi tham khảo nhóm kiến trúc sư và chuyên gia cảnh quan, anh quyết định chọn phong cách Đông Dương Indochina. Khu đất gồm hai phần, trong đó vườn và nhà đã hoàn tất xây dựng. Ngôi nhà có tông màu vàng, xanh và được trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ đến từng chi tiết anh thành trung muốn ngôi nhà trở thành dấu ấn đặc biệt nhất nên đầu tư kỹ lưỡng từng góc nhà hay món đồ vật để thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân anh ưu tiên sử dụng nhiều cửa sổ đón ánh nắng tự nhiên và gió mát từng cành hoa cũng ton suyệt ton với không gian ngôi nhà hôm mùng bốn tết gia đình hồ ngọc hà kim lý có dịp đến biệt phủ vui chơi cả hai thỏa thích khám phá cơ ngơi rộng lớn của người quản lý bố mẹ Hồ Ngọc Hà chụp ảnh kỷ niệm bên cây mai vàng dựt ngày xuân. Bao quanh ngôi nhà là khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa và cây trái phương Nam. Cây nào cũng sai chịu quả khiến các khách tham quan háo hức chiêm ngưỡng. Do thổ những miền Tây thường thay đổi theo năm, việc chăm sóc khu vườn rất vất vả, đòi hỏi nhiều tâm huyết và công sức. Xem tiếp. Anh Tuấn,